Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang vinh mạn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tổng trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tổng trình Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mùng 1 khấn trời, mùng 10 ấm trọn lộc trời, tuổi Canh thân sinh năm 1980 mệnh đại phú quý, ôm cả đống vàng, đống bạc trong tháng 6 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Canh thân sinh năm 1980 thân mến, quý anh chị có đuối lắm không? Tôi đoán là có. Anh chị có mỏi mệt lắm không? Tôi đoán cũng là có. Anh chị có ấm ức hay uất ức hay tiếc nuối hay lắm cái phải ngậm bồ hòn làm ngọt phải không ạ? Chắc chắn là cũng có. Nhưng cái vị quân tử trong cái tính của Canh thân, cái mệnh cô độc trong cái số của Canh thân sẽ khiến cho Canh thân chẳng thể nào than thở, kể lễ cùng ai. Nên đây giống như cuộc thánh chiến đơn độc của mình, bản thân Canh thân khó có thể được giúp, khó có thể cậy nhờ. Tự chính mình phải viết lên bản trường ca khúc đấu chiến với mọi vấn đề đã đang và sẽ ập về. Thưa quý mệnh chủ Canh thân, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch tới để giúp quý anh chị cãi vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Trước khi đi vào phần luận giải về vận trình tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn lại về vận mệnh, cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1980, tuổi Canh thân. Người sinh năm 1980, mang mệnh mộc, thạch liệu mộc, gỗ cây liệu đá, cẩm tinh tuổi con khỉ, canh thân. Cây thạch liệu canh thân gốc cứng như đá, nên thường mệnh mộc là những người có bản tính khá cứng rắn, không dễ gì để đốn ngã được trước khó khăn. Theo kiến thức về tử vi chọn đời, mạng thạch liệu mộc chính là tên của một loại cây gỗ đá. Thạch được hiểu là đá, liệu là cây liệu, mộc chính là gỗ. Loại liệu này có canh thân gỗ cứng, có hình dáng lạ, dùng để làm cảnh rất đẹp. Quả của nó khi chín có màu đỏ, bên trong có rất nhiều hạt. Được biết đấy là những người có bản tính lương thiện, chăm chỉ, chịu khó, tài vận hành thông, thông minh, lanh lẹ, khả năng giao tiếp giỏi nhờ tài ăn nói, nên về thuật nhân tướng học, cuộc đời họ khá an nhàn và sung sướng. Người tuổi Canh thân, sinh năm 1980, mang mệnh này, có một tính cách đa dạng, không thuần nhất. Họ có lối tư tưởng suy nghĩ kiên định và cứng rắn, ít khi thay đổi. Nghị lực với cốt cách con người họ ít ai sánh bằng. Trong ngũ hành, mệnh mộc thuộc mùa xuân, mùa của sự sinh sôi phát triển của muôn loài. Hành mộc được hình dung như một cái cây, ở đó vừa có sự mềm dẻo, nuôi dưỡng, vừa có nguồn năng lượng tượng trưng cho sự phát triển. Do đó, những người thuộc tuổi Canh thân, mệnh thạch liệu mộc cũng được biết đến với tính cách, phẩm chất nhân hậu, vốn lương thiện, biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ. Thạch liệu mộc cũng là mẫu người đa tài, họ giỏi nghệ thuật, hội họa, văn chương, nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại, yêu cái đẹp, nhưng cũng rất thực tế và ham kiếm tiền. Chính vì lẽ đó, nên đôi khi họ thường phải lựa chọn cân nhắc giữa hai mặt. Những người thuộc mệnh thạch liệu mộc rất giàu trí tiến thủ, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh, họ dễ thích nghi và đem lại lợi ích cho nhiều người, vươn lên sinh tồn trong điều kiện khó khăn chắc, chắn bản lĩnh của họ rất cao. Tâm lý lạc quan, nhìn cuộc đời như bầu trời xanh đầy hy vọng. Họ tự tin vào bản thân và cuộc sống, tràn đầy niềm yêu đời. Bản mệnh của nam mạng canh thân khá tốt, cuộc đời sẽ có được nhiều may mắn về công danh và tài lộc. Người tuổi này có số hưởng tài lộc của cải trời ban,
sống ở đời ngay thẳng, lương thiện, ắt sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý, con cháu sau này cũng được hưởng nhờ phước lộc, có thành công trên con đường danh vọng. Gia đạo của bạn không được yên ấm thuận hòa, trong gia đình thường hay có ghen tị, xích mích với nhau giữa các thành viên, đòi hỏi bạn phải hết sức tỉnh táo và khéo léo giải quyết và dàn xếp mọi chuyện mới mong được yên ấm, bằng không cứ lộn xộn mãi cho đến năm 50 tuổi. Canh Thân sinh năm 1980 là người không coi trọng chuyện công danh ngoài xã hội, chỉ chú tâm vào xây dựng sự nghiệp cho bản thân, nên sự nghiệp nhanh chóng vững chắc từ tuổi 35 trở lên, vận tài lộc cũng được phát triển tốt đẹp. Nhìn chung thì cuộc đời của người nữ tuổi Canh Thân tốt cả về tài lộc lẫn vận mệnh. Tuy thời trung vận có gặp phải một số chuyện khó khăn, lao đao đôi chút, nhưng cũng không gây hậu quả gì nghiêm trọng. Cả gia đạo và công danh đều có nhiều rối rắm, lao đao ở tiền vận, sang trung vận mới được êm ái, hậu vận được tốt đẹp. Tuy nhiên, cho đến hậu vận thì công danh của bạn cũng mới chỉ dừng lại ở mức trung bình mà thôi. Sự nghiệp khá vững chắc từ trung vận trở đi, vận tài lộc khá tốt, có nhiều may mắn trong suốt cuộc đời, bản mệnh nam mạng Canh Thân khá tốt, cuộc đời sẽ có được nhiều may mắn về công danh và tài lộc. Người tuổi này có số được hưởng tài lộc của cải trời ban, sống ở đời ngay thẳng, lương thiện, ắt sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý, con cháu sau này cũng được hưởng nhờ phước lộc, có thành công trên con đường danh vọng. Tóm lại, cuộc đời của người tuổi Canh Thân sẽ có được nhiều phước lộc về công danh, sự nghiệp, con cháu về sau được hưởng phú quý. Và sau đây là tổng quan vận trình trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Xem tử vi tháng 6, tuổi Canh Thân âm lịch, cục diện cát lành trong tháng mới cho thấy những cơ hội phát triển sẽ đến với con giáp này. Dù hiện tại đang theo đuổi lĩnh vực nào hay đang ở vị trí nào, bạn cũng đều có may mắn đạt được mục tiêu của mình. Tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú khỉ, bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến, nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm các tình hữu bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Công việc tiến triển thuận lợi, nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc, các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh, gặp đúng thời, đúng người, nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỷ lệ thành công khá cao. Phương diện tình cảm của Canh Thân trong tháng 6 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc, bán hợp cục thúc nhân duyên tìm tới. Người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm đau đầu vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái. Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Canh Thân trong tháng này. Cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn, kẻo va chạm xe cộ, tai nạn, dẫn tới thương tật. Chi tiết các phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, tháng 6 âm lịch mang tới nhiều tin tức tốt cho con giáp tuổi Canh Thân. Bạn có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Người tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu. Các kế hoạch lâu dài đóng vai trò quan trọng trong tháng này. Bản mệnh nên hoạch định lại lối sống mà mình mong muốn, điều khiến mình hài lòng và không hài lòng là trong những nhiệm vụ đã qua. Nhờ thế, bạn sẽ thoát ra khỏi những kỳ vọng quá lý tưởng và không bị thất vọng khi cuộc sống chẳng như ý. Bạn có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc, lấy lại quyền kiểm soát trật tự ban đầu mình mong đợi. Tuy nhiên, người tuổi Canh Thân cũng đừng quá chủ quan khi thấy mọi việc đang diễn ra êm đềm. Lúc này, vẫn có âm sát xuất hiện, cảnh báo có người âm thầm mưu hại bạn bằng trò lừa bịp của mình. Do đó, bạn phải đủ bản lĩnh để tránh xa những cám dỗ mà họ vẽ ra để hòng lừa được bạn. Nguyệt lệnh liên quan cho thấy, tháng này bạn phải tự lực cánh sinh, không nhờ được sự giúp đỡ của ai. Thực ra chỉ cần ai đó hiểu và an ủi bạn là quá đủ rồi, vì không phải ai cũng có thể ngay lập tức hỗ trợ bạn khi cần. Tỷ kiên xuất hiện lúc này, dự báo mọi người không phải ai cũng ủng hộ những gì bạn đang thực hiện, dù công việc này nghe có vẻ hơi mơ hồ, bạn ít nhất vẫn thấy rất thích thú. Nếu có thể, bạn hãy chia sẻ tầm nhìn của mình với người mà bạn có thể tin tưởng, người hoàn toàn không có liên đới gì với sự việc đang diễn ra trước mắt bạn.
về mặt tài lộc. Theo tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của tuổi Canh Thân cũng có khá nhiều điểm sáng trong tháng Tân Mùi này. Có chính tài nhập cục, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này. Dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao. Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì, nên nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng, lớn nhỏ đều có cả. Thu nhập tăng tiến, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả chạy đôn, chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn, do dịch mã động tinh nhập mệnh. Có nhiều vấn đề cần bạn đích thân đứng ra xử lý, dù phải đi xa, nhưng nếu là cần thiết thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa, hời hợt, vừa tốn công sức, lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy, cần phải học cách tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Về mặt tình cảm, gia đạo, công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập. Nhưng không vì thế mà tuổi Canh Thân bỏ bê, sao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Được tam hội che chở, đây là tháng hài lòng với tuổi Canh Thân khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy, bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ từ họ đấy. Vợ chồng đồng lòng, đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương, nên không khí gia đình đầm ấm, còn cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Người độc thân lại càng có nhiều may mắn, tháng này vận đào hoa khá vượng, đây là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp, để có thể một lần nữa đón không khí lãng mạn. Hãy mở rộng trái tim đón nhận điều mới mẻ, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Về mặt sức khỏe, sức khỏe của tuổi Canh Thân trong tháng mới duy trì ở mức ổn định. Công việc bận rộn, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, đa phần tuổi Canh Thân ít có thời gian chăm sóc sức khỏe. Do vậy, bạn càng cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Ngũ hành tương sinh là cơ hội để bản mệnh cải thiện sức khỏe nhanh chóng. Nếu có mục tiêu nào về cân nặng hay cải thiện vấn đề tinh thần thì nên thiết lập sớm và hành động ngay nhé. Tập thể dục cũng là một cách thư giãn hiệu quả cho con giáp tuổi Canh Thân thời gian này, vì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được vận động. Một bài thể dục nhẹ nhàng trước khi ngủ là điều lý tưởng nhất để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của bạn đấy. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa, cần hết sức thận trọng, nơi đất khách quê người phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin mà bị lừa lọc, gây nguy hiểm cho mình. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tuần mới tuổi Canh Thân được thiên đức cát tinh hậu thuẫn, nên vận trình công việc hanh thông, các kế hoạch, nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ. Bạn cũng nhận được một khoản thưởng nóng kha khá, nhờ vào sự thông minh và khéo léo trong công việc. Những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần. Tuy nhiên, trong môi trường tập thể bạn nên giảm bớt sự gai góc của mình lại. Con giáp này có thể thể hiện quan điểm của mình, nhưng chớ nên quá gay gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình, mà không quan tâm đến những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng, dưới sự che chở của thần may mắn. Công việc ở thời điểm hiện tại đang có rất nhiều tín hiệu tích cực, các dự án bạn đang thực hiện đều mang lại kết quả tốt. Nhờ vậy, bạn có thể lên kế hoạch cho các dự định tiếp theo. Bản mệnh cũng được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp tin tưởng. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng, xứng đáng với công sức đã bỏ ra.
Tài lộc trong tuần cũng khá vượng, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng. Một số dự án bạn đầu tư đã bắt đầu thu hồi kết quả sau thời gian đợi chờ trong sốt ruột. Nhìn chung, tuổi Canh Thân đã gặt hái được không ít thành tựu, nên vấn đề tiền bạc không cần lo ngại. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Ngọ, Tỵ. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. Con số may mắn, 89-45, 21. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch 2024. Sao tử vi giúp ổn định vận trình tuần mới của tuổi Canh Thân, mọi việc ở thời điểm này vẫn đang khá ổn thỏa, không có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Bạn vẫn đang làm tốt trách nhiệm của mình, ghi dấu ấn riêng trong tập thể. Con giáp này cũng rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Tuy nhiên, có vẻ như khi mọi chuyện đang diễn ra ổn định, thì bạn lại có xu hướng chủ quan. Con giáp này cần tập trung để tránh để xảy ra những sai sót, chúng rất mất thời gian sửa chữa, cho dù không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Nhưng thậm chí bạn còn có thể đánh mất những thành quả mà mình đã vất vả gây dựng. Tuổi Canh Thân cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này đó, từ cả hai nguồn thu phụ và chính. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu. Dù vậy, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý, đừng vội mua sắm bừa bãi, khiến tiền bạc hao tổn nhanh chóng. Tin vui về tiền bạc cũng sẽ tìm đến với người tuổi Canh Thân. Những quyết định đầu tư sáng suốt và quan trọng hơn là đúng thời điểm đã giúp bản mệnh thu về khoản hời ngoài sức tưởng tượng. Người làm công ăn lương tuy không được dư giả như người kinh doanh, nhưng cũng không khó khăn trong việc chi tiêu. Vận may trải dài trong dịp cuối tuần này đảm bảo cho con giáp tuổi này không cần phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn có đủ tiền bạc chi tiêu. Với sự nỗ lực của mình, con giáp này đón những bước nhảy vọt trong các kế hoạch đang theo đuổi. Không thể không kể đến hai yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của bản mệnh là sự thông minh và dám nghĩ, dám làm. Chính vì thế, con giáp này đừng quên gửi lời cảm ơn tới những người đã hết lòng giúp đỡ mình trong giai đoạn khó khăn. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tuất, Thìn. Tiểu nhân, Ngọ, Mão. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số may mắn, 2209, 14. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Tỷ kiên nhắc nhở người tuổi Canh Thân, tốt nhất nên tránh cãi vã, tranh cãi với đồng nghiệp của mình và đặc biệt là với cấp trên trong tuần này. Dù bạn có những ý tưởng và quan điểm riêng muốn thể hiện, nhưng cũng nên chú ý tới hoàn cảnh và thời điểm. Sự kích động nhất thời khiến con giáp này dễ dàng làm mất lòng người khác, gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của bản mệnh trong tương lai đấy. Dù nhìn theo hướng tích cực, sự hiếu thắng có thể khiến con giáp này không ngừng cố gắng vươn lên, thậm chí đạt được kết quả vượt xa người thường. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có hai mặt, bản mình cũng không nên coi thường mặt tiêu cực của tính hiếu thắng, bởi bản mệnh dễ tạo thêm cho mình nhiều kẻ thù, phá hỏng các mối quan hệ vốn tốt đẹp. Tài chính cũng đứng trước nhiều nguy cơ, do tiểu hao cản trở, các khoản chi vô tội vạ, mua sắm theo ý thích sẽ làm cho bạn rỗng túi nhanh chóng. Bản mệnh cần tập trung vào công việc, ổn định thu nhập bằng cách tìm tới sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người đi trước, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Phương diện tài chính lên xuống khá thất thường, ngay từ đầu tuần, hung tinh kiếp tài xuất hiện, có thể là dấu hiệu phá tài, nên bản mệnh cần chi tiêu thận trọng, chớ vung tay quá chán. Cuối tuần bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền, nhưng phải nhanh nhẹn nắm bắt mới có thể thu được khoản tiền này, để giải quyết các vấn đề đang tồn đọng. Sai lầm là thứ ai cũng sẽ phải trải qua, quan trọng là bạn biết cách thay đổi, rút ra được kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện bản thân hơn. Còn nếu cứ để những vấp ngã ghìm bước chân của mình, bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ, thua kém và thụt lùi hơn rất nhiều so với người khác. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Sửu, Tỵ. Tiểu nhân, Dậu, Tỵ. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số may mắn, 5609, 31. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 6 âm lịch. Được sao Thái Âm che chở, tuần này được dự báo là một tuần vượng duyên với người tuổi Canh Thân. Công việc của bạn cũng đang diễn ra rất thuận lợi, nhờ chính quan hậu thuẫn, bản mệnh có được sự dứt khoát, quyết đoán để đưa ra những lựa chọn sáng suốt, đúng đắn và kết quả mang lại là minh chứng rõ ràng. Những khó khăn trước mắt rồi cũng sẽ qua đi. Vì vậy,
bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Thời điểm này, ghi nhận công việc của canh thân có nhiều điểm sáng, tương lai mở ra với vô vàn những cơ hội mới, thành tựu mới, càng tiếp thêm động lực phấn đấu ở người tuổi này. Khởi đầu êm xuôi, nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan và lơ là. Cát thần xuất hiện trong cuối tuần, còn che chở cho đường tài lộc của thân. Nguồn thu nhập của bạn đang tăng lên đáng kể. Nếu đang theo nghiệp kinh doanh, thì chuyện làm ăn của bạn đã đi vào guồng quay, có lợi nhuận thu về đủ để trang trải cuộc sống. Có thể nói, có cát tinh vây quanh tuổi canh thân, muốn công danh, có công danh, muốn tài lộc, có tài lộc. Điều quan trọng là bản mệnh phải có mong muốn, có quyết tâm và nỗ lực đến cùng. Với sự nỗ lực của mình, con giáp này đón những bước nhảy vọt trong các kế hoạch đang theo đuổi. Không thể không kể đến hai yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của bản mệnh là sự thông minh và dám nghĩ, dám làm. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Tý, Dậu, tiểu nhân Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn cam, hồng. Con số may mắn 67, 32, 19. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, kinh Phật dạy, nhất niệm sinh tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nghĩa là một suy nghĩ hận thù nổi lên thì trong vài cửa nghiệp chướng đều mở ra. Chỉ cần chúng ta sinh ra sự hận thù và tức giận với người khác, như vậy sẽ có hàng trăm hàng nghìn cánh cửa làm trở ngại, quá trình tu hành của chúng ta cũng sẽ đồng loạt mở ra. Không ít người chỉ vì chút chuyện xích mích mà sinh lòng hận thù với người khác, để lúc gần đất xa trời mới hiểu rằng bản thân đã lãng phí bao nhiêu thời gian của cuộc đời để sống một cách hẹp hòi, tự gây phiền muộn cho bản thân, khiến cả cuộc đời chìm trong những hậm hực không vui, thời gian đâu mà tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống nữa. Theo lời Phật dạy về hận thù, người mà có thể tự mình thoát khỏi hận thù mới có thể giữ cho lòng rộng rãi, khoáng đạt, bình đạm, đối mặt với thế sự, làm gì cũng được hài lòng, thuận ý. Đó là lý do Đức Phật luôn dạy ta phải giữ được một tấm lòng bao dung, một trái tim biết thứ tha để đối đãi với vạn vật trên thế gian. Trong cuộc sống, nếu có tâm tốt, để một niệm tốt được khởi lên, thì những điều tốt đẹp sẽ tiếp theo, mọi người trong xã hội cũng sẽ được nhìn theo chiều tốt, chỉ thấy điều tốt, không nhìn điều xấu. Các bậc thánh nhân cũng không phải không có hận thù trong lòng, nhưng điều khiến họ trở nên khác biệt với phàm nhân là biết tìm ra phương pháp để hóa giải hận thù trong lòng, buông bỏ mọi ân oán vốn là nguồn gốc gây ra muộn phiền trên đời này. Đổi vị trí để suy nghĩ chính là một phương pháp hóa giải hận thù tốt nhất. Khi phát sinh những chuyện mà bản thân không cách nào bỏ qua, thay vì oán hận đối phương, khiến lòng mình cũng chẳng thoải mái, bạn hãy thử đặt bản thân vào vị trí của người ấy để suy xét vấn đề. Làm như thế sẽ giúp bạn nhìn thấu mọi chuyện hơn. Có như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, từ đó buông bỏ hận thù. Tâm an vạn sự an, chỉ cần tâm bình yên, ta sẽ thấy cuộc đời vốn rất đẹp đẽ và ngập tràn yêu thương. Chỉ cần ta biết tận hưởng những gì đang hiện có mà không chút vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì đã thấy tâm hồn đầy an lạc rồi, đâu cần phải tìm cầu ở đâu xa cho tổn hao sức lực. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.